Xin chào tất cả các bạn, mình hiện đang ở trường Đại học Kỹ thuật Swinburne để có một buổi trò chuyện ngắn với những nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia. Đường lên đỉnh Olympia là một trong những game show truyền hình rất nổi tiếng về kiến thức dành cho học sinh Việt Nam, và người thắng cuộc sẽ giành được một giải thưởng tiền mặt từ công ty LG và một suất học bổng tại trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, Melbourne, Australia. Đại học Kỹ thuật Swinburne nổi tiếng đi đầu trong những lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kỹ thuật, thiết kế và thương mại, và trường rất tự hào đã trao những suất học bổng cho các nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia trong suốt 13 năm qua. Vậy cuộc sống của những du học sinh Việt Nam của chúng ta tại Melbourne và trường Swinburne như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Xin chào Hân. Xin chào. Câu hỏi đầu tiên mình muốn hỏi đó là sau khi mà giành được chiến thắng ở đường lên đỉnh Olympia và giành được học bổng tại trường Đại học Kỹ thuật Swinburne thì Hân có cảm nghĩ gì? Sau khi giành được học bổng tại Đại học Swinburne thì mình rất là vui, bởi vì đi du học đã là ước mơ từ lúc mình còn bé xíu. Và đó không chỉ là ước mơ của riêng mình mà là ước mơ của rất nhiều bạn bè mình lúc đó. Nhưng mà ở trường học của mình thì nếu không giành được học bổng thì rất khó để biến ước mơ thành hiện thực. Em nghĩ rằng được học bổng tại Đại học Swinburne là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời em, bởi vì em có cơ hội được tiếp xúc với nền giáo dục của một đất nước phát triển. Và thêm nữa là khi ra nước ngoài để học tập thì em có thể tiếp xúc với những con người đến từ những nền văn hóa khác nhau và có thể hiểu được thêm những nền văn hóa của họ và để làm giàu kiến thức của mình. Điều em cảm thấy thú vị nhất khi học tại trường Swinburne đó chính là lịch học rất linh hoạt ạ. Tức là em có thể tự chọn, tự sắp xếp thời gian học của mình, của từng môn, và nhờ thế này em có thể học được cách quản lý thời gian của mình. Như vậy trong cái quá trình học tập của Đức thì có những cái điểm nhấn nào trên giảng đường hay là trong lớp học mà Đức rất là tâm đắc với lại trường Đại học Kỹ thuật Swinburne hay không? Em ấn tượng với rất nhiều thầy cô từng giảng dạy em, vì một số thầy cô luôn luôn truyền được cảm hứng cho sinh viên của mình. Các thầy cô luôn luôn cố gắng đưa những gì thực tế trong cuộc sống vào trong bài giảng của mình. Còn ngoài giờ học thì em thực sự thích lên thư viện học, đặc biệt là trên tầng 4 hay tầng 5. Vì nơi đấy thì em cảm thấy một mình có thể nghiên cứu, tìm được sách vở, tìm được nguồn để mình có thể chuẩn bị bài tốt nhất mà không ai làm phiền mình cả. Dựa trên những kinh nghiệm học tập của Hân tại trường Swinburne thì Hân có thể nhắn gửi hay là cho các bạn học sinh, sinh viên tại Việt Nam một số lời khuyên trước khi các bạn lên đường để du học Úc không ạ? Theo mình thì điều quan trọng nhất mà các bạn học sinh cần phải chuẩn bị trước khi đi du học đó là ngoại ngữ. Bởi vì ngoại ngữ là cái vấn đề tiên quyết mà không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập sau này mà còn là cái khả năng của bạn đó hòa nhập vào cái cộng đồng của cái nước sở tại. Ngoài ra thì khi ở Việt Nam nhiều người nói về mình về chuyện sốc văn hóa khi ở nước ngoài, nhưng mà thật sự thì mình chưa trải qua cái vấn đề đó ở Melbourne, bởi vì Melbourne là một thành phố rất là đa văn hóa và tất cả mọi người đều có thể hòa nhập tốt vào nó được. Em chỉ còn 1 năm học nữa trước khi tốt nghiệp, và sau đấy có lẽ em sẽ muốn tiếp tục học thêm 1 năm để lấy bằng cử nhân danh dự. Rồi kế hoạch dài hạn của em thì em cũng chưa rõ lắm. Thế nhưng mà em sẽ cố gắng xin học bổng để học tiếp nếu có khả năng. Hoặc là không thì em sẽ xin việc làm, đi làm lấy kinh nghiệm trước khi quay trở về Việt Nam. Em thực sự mong muốn là sau khi tốt nghiệp em có thể làm việc tại Melbourne ít nhất 2 năm để em có thể có được tích lũy được những cái kinh nghiệm cần thiết và quý báu để sau này em có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Và nếu được thì em cũng rất mong muốn là em có thể xin được một học bổng học thạc sĩ tại Mỹ. Sau khi kết thúc khóa học thì mình muốn tìm một cái học bổng học tiến sĩ để theo đuổi cái giấc mơ của mình trong việc nghiên cứu khoa học.